mà có thể quên được cảm giác khi mới bắt đầu. Có bao nhiêu người đã trải qua đớn đau mà có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ lại đằng sau. Và ký ức ấy nếu kéo thật chẳng muốn buông tay, vì lâu nay trong tim đã gieo trồng một đóa hoa hồng rực rỡ. Tưởng như sóng gió sẽ hóa ngọt ngào những chua cay, đau hay làm tan phai cánh hoa lòng rơi xuống không phanh con dốc cuộc đời. Mình đã đi qua thương nhớ sẵn lòng đừng buồn phu vơ, còn ở nhau thì có xa cách vẫn quay về với nhau. Mà cuộc đời không như ta ước mơ, càng cố chấp thì càng cô đơn, rồi cho đến duy nhất trên truyền hình FPT.